pray for whoever want to invite Jesus into their heart. Yes. So we ask for those who from the hotel and now at the khách sạn, chưa mời Chúa, xin mời lên, mạnh dạn đến với Chúa. Đây là cơ hội để các em mời Chúa ngự vào lòng. It's your chance to invite Jesus into your heart. Yes. Yeah, please feel free to come. Yeah, feel free to come. Yeah, hallelujah. Còn ai nữa không? Còn ai nữa không? Các em ở trong từng khách sạn hãy mạnh dạn lên. Bây giờ tôi xin còn ai nữa không? Còn bạn con có muốn đến với Chúa không? Hãy đến đi. Chúa đã đi con đường rất xa để đến với con. Sáng hôm nay, lời Chúa nói cả thiên đàng vui mừng khi có một người anh em trở về với Ngài. The Lord say, the whole heaven is joyful for those who come back to His house. Nên sáng hôm nay, Chúa rất vui vì anh em đến với Chúa. Và bây giờ Ngài đang ở ngoài cuộc đời chúng ta và Ngài rất vui mừng để tự vào lòng chúng ta. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn. Now we will ask to so that we can ask Jesus into our heart. He will be the Lord, the Savior. Yeah. Mà ông nghe tiếng Anh được không? Yes, the Lord. Bây giờ chúng ta cùng nhắm mắt, chúng ta cùng hướng về Chúa. Now we close our eyes so we can concentrate and we will pray this word with me. Yeah. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nói lời này theo tôi nhé. Chúa nói lòng, nếu lòng con tin, vì con sinh ra, thì con sẽ được cứu. Bây giờ chúng ta cùng nhắm mắt lại để mình tập trung, không bị phân tâm. Và rồi mọi người cùng nói theo cô. Rồi chắc sau cô sẽ nói tiếng Anh để hướng dẫn con đi chữ sau. I will lead you in the English later. Now I will lead them in Vietnamese first. Okay. Yeah. Xin mọi người cùng nói theo tôi. Kính lạy Đức Chúa Trời, là đấng dựng nên trời đất muôn vật, là đấng dựng nên chính con. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài vì Ngài yêu thương con. Ngài đã ban Chúa Giêsu đến trong trần gian này, chịu chết trên cây thập tự, đổ huyết ra để tha thứ tội lỗi cho mọi người. Trong số đó có con. Chúa ơi, buổi sáng hôm nay con đến với Ngài. Con xin Chúa tha thứ hết mọi tội lỗi của con. Con xin mời Ngài ngự vào lòng con, làm chủ cuộc đời con, là đấng cứu con. Con cảm ơn Ngài. Con xin Chúa Thánh Linh mở trí, mở mắt, mở lòng để con hiểu được lời Ngài. Con cảm ơn Chúa lắm. Con cầu nguyện tiếp nhận Chúa nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Chúng ta ăn cả vài phút để có thể cầu nguyện cho ông, tại vì ông không biết tiếng Việt. I will lead you in English. He has very little English. Yeah. He has very little English. I'll just kill him. Okay. So I can help you to receive Jesus by English. Yeah. Nghe tiếng Hàn. Để con hiểu tiếng Hàn. Con hiểu tiếng Hàn. Để mời chúng ta. You can pray. Pray as Jesus come into your heart. Yeah. Now you can follow me and pray for the word, Lord Jesus to come into your heart. Yeah.
Now we can ask, yeah. Dear Lord Jesus. Jesus. Thank you for loving me. Thank you for loving me. Yes. For dying for me. For dying for me. Yes, Lord. To cleanse my sin. Cleanse my sin. Today. Today. I invite you. I invite you. To come into my heart. To come into my heart. To be my Lord. To be my Lord. And my Savior. And my Savior. Thank you, Jesus. Yes. Thank you, Jesus. Yes. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. For loving me. For loving me. And coming to my heart. Yes. And coming to my heart. Yes, please Lord. Be my Lord. My Lord. My God. My God. For forever. Forever. Thank you. Thank you. In Jesus' name. Jesus' name. Amen. Amen. Chúng ta hiệp lòng để dâng một số các thân tín hữu trong bàn tay Việt Nam để tế trị của Chúa. Chúng ta đưa tay về các thân tín hữu. Tôi tin rằng tên của họ được ghi trong sách sự sống của chính mình Ngài. Amen. Họ kinh nghiệm được phước hạnh ở trên đất này. Và họ kinh nghiệm được có một sách sự sống được mở ra và tên của họ đã được ghi vào trong đó. Chúng ta cầu nguyện trong danh Chúa để giữ đức tin họ từ bây giờ đến ngày Jesus Christ trở lại, để hầu chúng ta kinh nghiệm được một tiệc cưới chiên con trong ngày vui rốt. Ở trong đó có tất cả những người đang đứng trước mặt và trong tất cả mọi chúng ta đây. Amen. Chúng con cảm ơn Chúa vì trong danh của Ngài có một số người đã tiếp nhận Chúa trong buổi sáng hôm nay. Nguyện Ngài đến để thăm viếng, Ngài nghe tiếng cầu nguyện của chính mình họ. Nhớ danh Chúa, xin Chúa Ngài đưa bàn tay, quyền năng, tình yêu, sự tha thứ của Ngài trên tất cả những người đang có mặt ở đây. Trong danh Jesus Christ công bố rằng mọi sự cướp, giết và hủy diệt của quyền tối tăm trên đời sống họ không có quyền nữa. Vì cớ Jesus Christ, vì cớ sự cứu của Ngài, vì cớ sự chữa lành của Chúa Jesus ngay bây giờ đã đến trên đời sống của họ. Trong danh Jesus Christ công bố rằng mọi sự cũ đã qua đi. Mọi sự cũ đã qua đi, nay mọi sự trở nên mới. Họ là những tân tạo vật, họ là những con người mới ở trong Chúa Jesus Christ chúng con. Hallelujah, chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện Ngài đến thăm viếng giữ đức tin họ từ bây giờ đến ngày Jesus Christ trở lại. Chúng con trình dâng họ cho sự phước hạnh, cho sự thay đổi lớn lao diệu kỳ và qua đời sống của họ, họ quay về gia đình của họ, họ quay về nơi của mình sinh sống, làm sáng danh Chúa và cả gia đình của họ. Chúng con nhiều thấy nhiều gia đình cũng được tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa đời sống mình. Cảm ơn Chúa, vinh quang thuộc về Jesus Christ chúng con. Chúng con trình dâng họ trong tình yêu, trong quyền năng của Cha và cầu nguyện trong danh